Xin chào tất cả các bạn đã, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, lâu lắm rồi Hưng không làm series cắm trại các bạn nhá. Thì hôm nay Hưng sẽ tiếp tục series cắm trại các bạn ạ. Và hiện tại là Hưng đang ở ngoài cánh đồng các bạn nhìn này. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đấy, quá là rộng luôn các bạn nhá. Thì cánh đồng này là vừa mới cắt lúa xong các bạn ạ. Đấy, và hôm nay cắm trại sẽ theo phong cách là đấu giá mọi người nhá. Chơi rồi nhỉ? Là như nào nhỉ? Đấy. Luật chơi ngày hôm nay, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải đi kiếm tiền. Và mình sẽ vứt cái hộp đồ bí ẩn trong đó có tiền ở dưới nước các bạn nhá. Người chơi chúng ta sẽ đi mò. Đấy, được hộp đồ bí ẩn nào chúng ta sẽ được tương đương bằng đấy tiền ở trong cái hộp đồ đấy. Và chúng ta sẽ đem đi để đấu giá đồ ăn này, đấu giá trại này. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy, thì các bạn thấy cái video này hay, nhớ like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Để cho mình tạo động lực cho mình làm nhiều clip về cắm trại các bạn nhá. Người chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trận chiến bắt đầu. Let's go. Let's go. Chỗ nào nào? Đây. Ôi tàn bùn thôi. Ôi. Các bạn ơi. Đây các bạn nhìn này. Mình đã chuẩn bị cái chỗ này là ô quay. Trong này là có những cái hộp đồ bí ẩn các bạn nhé. Có báu. Đấy, có báu ở dưới này. Đấy các bạn nhá. Đấy, nhiệm vụ người chơi chúng ta là xuống dưới này mò tìm được kho báu ở đây. Thì chúng ta sẽ có tiền các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Xung quanh chỗ này là có kho báu các bạn nhá. Người chơi đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Trận chiến bắt đầu. Qua đây. Chỗ này rộng này. Qua chỗ nào? Ui ôi, cánh cây. Cánh cây à? Ui. Tưởng con cá các bạn ạ. Tưởng cá cơ. Không phải. Đấy, cố lên, huấn mồi mạnh lên. À đây rồi. À không phải, cây. Kho báu chả thấy đâu các bạn. Toàn cái cây thôi. Cố lên. Đấy. Gì? Lại trên cây nữa các bạn ạ. Rồi, rất nhiều cây các bạn ạ. Ui, chả thấy gì ngoài bùn nữa ạ. Chỗ này lanh quanh kho báu mò thấy, lanh quanh lại mò được bữa chai các bạn. Đúng rồi. Các bạn. Rồi, cố lên nha. Ồ. Con thấy rồi. Đấy, Bách thấy chưa? Chưa. Huấn mò thế kia còn lâu mới thấy được bạn Huấn ạ. Mình vào trong bờ xem có thấy không các bạn ạ. Mình mò ở ven bờ các bạn nhá. Cố lên. Mò ven ven ở đây các bạn ạ. Đấy, chưa ai thấy gì à? Chưa. Rồi, nhanh lên. Cố lên. Đấy. Cố lên. Một cá các bạn ạ. Lắm tôm kìa. Kìa, một cá các bạn ạ. Mình từ nãy giờ mò mãi chưa thấy gì các bạn ạ. Toàn thấy cây que suốt cái tay các bạn. Rồi. Thế này kiểu dạng như mò kim dưới đáy bể ấy các bạn. Ui, gì? Tưởng cá. Ui, khó nhỉ. Mò vào chim bách các bạn. Cái gì đấy? Ui, ơi, đây rồi. Các bạn ơi, các bạn thấy rồi nha. Đấy các bạn ạ. Kho báu của mình sẽ như này các bạn ạ. Đấy, trong này là có tiền các bạn nhá. Đấy, ok. Tại lên kia ngồi đi. Gần chỗ mình các bạn, tí nữa thì mình mò được. Rồi, mò tiếp đi. Đấy, cố lên. Nếu mà mình mò mấy quẹt qua không thấy nhỉ. Bạn tuệ đỏ thật đấy. Đấy. Cố lên. Ui, vào với mông bạn Huấn to thật các bạn. Cả con chân cả con tay các bạn. Mó mạnh lên như thế anh Hoàng ơi. Mó mạnh lên. Ta thấy gì toàn thấy cây với cây éo ấy. Nhiều cây thế. Ô, mình thấy rồi anh Hưng ơi. Đâu? Thấy rồi. Ê, các bạn ơi. Huấn đỏ anh ạ. Các bạn đi này. Đấy. Lại một cái kho báu nữa các bạn nhá. Đây, của Huấn đây các bạn này. Rồi, ok, em lên bờ đi. Huấn tay ngắn, chân ngắn mà mò giỏi thật các bạn. Giỏi vết nhỉ. Đấy, có vẻ như là đầu này là kho báu mà mình để ở đây nhiều các bạn nhỉ. Đấy, còn hoa vanh nha lại bách thôi. Chưa thấy gì các bạn. Chưa thấy gì. Khả năng móm. Móm, anh em mình cùng móm. Cố lên. Đen thật các bạn, mò đen mãi mà chả thấy gì. Quả này còn rét cả ra các bạn. Đúng rồi. Rồi, cố lên. Đấy, còn hai người thôi các bạn ạ. Tổng là có 4 quả báu các bạn nhé. Cố lên. Chẳng thấy gì. Cố lên sầu đấy ạ. Đã thấy rồi các bạn ơi. Rồi, anh thấy rồi. Ok. Cái góc sát cô này luôn các bạn. Rồi. Đấy. Đấy, còn mình bách thôi. Rồi. Cố lên. Ui. Chịu khó mò vào. Cố lên. Còn mình bách thôi. Ui. Các bạn ơi, mình mò thấy rồi các bạn ạ. Đâu? Đây anh Hưng ơi. À rồi, đây. Đây anh ơi. Lại một cái kho báu bách tìm thấy các bạn nhé. Vất vả rồi các bạn. Lên bờ, nhanh lên. Ui, dẹt thế. Đấy. Dẹt thật. Các bạn ơi, thế là đã thấy được hết kho báu các bạn nhé. Xem là hôm nay là
có bóng của ai nhiều tiền nhất các bạn ạ. Rồi, tại bỏ ra đi. Xem mình được bao nhiêu nào. Ai à? Ai? Nghe giày đấy. Giày đấy, giày đấy. Giày đấy. Rồi. Ai già. Anh đếm em phát rồi. Ai à. Chỗ này của Tuệ. Các bạn ơi, đây là tiền của Macau các bạn nhá. Đấy, nó là 1 triệu các bạn ạ. Nhưng mình sẽ quy định cái tờ này nó là 10.000 các bạn nhá. À, 10.000 một tờ. 10.000 một tờ các bạn ạ. Đấy, hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ đếm nhá. Của Tuệ này nhiều phết các bạn ạ. Ai già. Thôi được rồi, rất là nhiều bạn ạ. Đấy, tí nữa thì có bao nhiêu thì bỏ ra đấu bấy nhiêu, hiểu chưa? Ok. Rồi, đến được Hoa Banh. Của mình các bạn nhá. Của mình có phải khả năng hơi mỏng mỏng các bạn. À, của mình mỏng ấy. Đấy, của Tuệ các bạn. Tay khô ấy cho không được, ướt hết tiền tí lại không đấu giá được các bạn. Đây là tiền Macau các bạn ạ. Cũng không mỏng lắm đâu. À, mỏng hơn của Tuệ các bạn nhá. Chắc mỏng hơn. Đấy, mỏng hơn các bạn ạ. Chắc là giày của mình rồi. Tiếp theo đến lần mình các bạn ạ. Rồi, tiếp theo đến Huấn. Không biết có giày không thôi, mình tay ướt rồi anh bóc. Đấy, mình sẽ bóc cổ Huấn nhá. Khả năng của Tuệ giày nhất rồi. Wow. Vẫn mỏng. Của mình bằng vừa ấy được. Đấy, mình sở dĩ mình không công khai cái số tiền lên là để bởi vì là để tí nữa để cho người chơi chúng ta đấu giá một cách nó kiểu công nó tâm. Công bằng các bạn ạ. Bóc ra. Bóc ra nào. Đấy. Mình nhờ Hưng bóc hộ các bạn, tay mình ướt. Rồi. Ui, của Bách mỏng nhất rồi. Bóc mỏng rồi. Bách mỏng nhất rồi các bạn. Rồi, ok. Bách của Bách. Đấy. Tay bẩn đi. Tay bẩn đấy ạ. Rồi. Đấy. Thì bây giờ sẽ bắt đầu lên đấu giá chạy với lại đồ ăn các bạn nhá. Thay quần áo đã. Thay quần áo đúng đi. Rồi. Let's go. Các bạn ơi. Người chơi ta đã kiếm được rất là nhiều tiền rồi các bạn nhá. Nhiều lắm các bạn nhá. Mình kiếm nhiều lắm rồi. Mình ít nhất chỉ một tạp luôn này các mình bạn này. Mình ra thành một cái quạt luôn các bạn. Mình thôi kìa các bạn. Tài 10 tiền đấy các bạn. Ok, nghe vẻ Tuệ nhiều nhất các bạn nhỉ. Mình nhiều nhất các bạn nhá. Rồi, bây giờ sẽ đấu giá chạy trước các bạn nhá. Đấy, chạy Ai Cập 5 sao. To rộng rãi thoải mái. Giá khởi điểm là 50k. Yên 50k. Rồi, Bách 50k. Mình đấu giá khởi thứ hai là 60k các bạn ạ. À. Mình 70k. Rồi. Các bạn này chạy đến phù hợp với mình thôi, mình chơi 80k luôn. Wow, nhà giàu đấy. Chết. Nào, 80k. Thôi các bạn ạ. 80k. Thôi. 80k đi mua chạy hết lại không có đồ ăn cũng rất chết dở. Mình cũng thế, mình có cái này mà đấu giá thì nhiều nhà nhiều tiền. 80k là thứ nhất. 80k là thứ hai. Rồi. 80k lần thứ ba là của Tuệ nhá. Đấy. Tuệ là một cái trại. Người có tiền okay. Quyết nó mạnh mẽ hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong luôn các bạn nhá. Đấy, mình cầm của Tuệ là 80.000 nhá. Rồi, tiếp theo là trại. Tiếp theo. Trại này 3 sao. Trại 3 sao. Trại này vừa vặn. Đấy, rộng rãi, cũng rộng rãi nhưng không bằng cái trại vừa nãy. Giá khởi điểm là 30k. Em 40k. Ái già, 40k. Mình 50k. 50k, rồi 50k lần thứ nhất. Mình có trại rồi, mình không cần đấu giá các bạn nhá. Rồi. Trại mình xịn hơn rồi. Mình chốt 60k. 60k. Là Bách à. Thôi các bạn, mình ít tiền quá các bạn. Bạn Huấn. Các bạn ơi, mình người mình nhỏ, mình cũng không cần chạy to làm gì các bạn ạ. Cho nên là thôi mình để dành tiền mua đồ ăn các bạn nhá. Rồi. 60k là thứ nhất. 60k là thứ hai. Rồi, có Hoa Vanh. Ok, đây, chốt đếm tiền. Đếm tiền luôn. Đếm tiền nào. Đấy. 1 2 3 4 5 6. Rồi. Đấy, 60k. Gần hết tiền các bạn. Đấu được cái cả hết tiền. Chạy cho ăn. Đấy. Chạy này thì nó cũng khá là đẹp. Nhưng đấy, mà nó không một rộng à? Đấy, trạng này chắc chỉ là được 2 sao thôi. Giá khởi điểm lần thứ nhất 20k. Em 30k. Mình giá tiếp theo là 40k. Mình nhá, có chạy rồi, không kèm. Mình thế. Bách. Thôi các bạn, mình ít tiền quá, mình để mua đồ ăn các bạn. Rồi. Bây giờ đồ giải tiền, đồ ăn không có, chết đồ ăn các bạn. Các bạn ơi, Bách thì chỉ được một phát thôi các bạn ạ. Rồi, ít tiền nhá. 40k là thứ nhất. Rồi, 40k là thứ nhất. Không. 40k là thứ hai. Rồi, có Huấn. Bây giờ mình sẽ đếm tiền các bạn ạ. 1 2 3 4. Rồi. À. Đấy. Tiếp theo. Đó là dây chạc. Ui. 2 3 4 5 cái dây chạc. Cái này chắc là 1 sao rồi. Đấy. Dây chạc không phải đấu giá các bạn ạ.
Dây chạc này thì mình cũng có nhiều tác dụng đấy. Dây chạc này thì đùa. Mình không cần đâu bạn nhá. Rồi, đấu giá 10k. Em chốt 10k. Rồi. Yeah. 10k kìa, không ai đâu à? Mình chốt. Mình 20k. Ô bạn Huấn ơi, bạn có chạy bạn mua dây chạc này về thất cổ tự tử à? Cái mình mua biết đâu dùng đến các bạn nhỉ? 20k. Mình không dùng không đến mua. Đâu. Mình lên 30k đi. Đó cái dây chạc 30k cái chạy các bạn. Rồi, đấy. 30k là thứ nhất. Huấn. Thôi. Thôi. Không dùng đến. Rồi. Tuệ. Em không dùng, em Hoa Mai. Không. Rồi. 30k là thứ hai. Rồi, 35 cuộn dây chạy này của bác. 5 cuộn dây chạy cân bằng một cái chạy các bạn. Thôi đắt tiền nhá. Rồi. Hết tiền. Đâu giá thua rồi. Rồi, ok. 5 cuộn dây chạy cân bằng cái chạy. 30k nhá. Rồi tiếp theo. Con dao. Đấy. Con dao này giá khởi điểm của nó là 10k. Em chốt 10k. 10k là thứ nhất. Thôi mình không chặt được dao, không dùng đến rồi thôi. Chả dao rửa gì à? Mình bớt tiền. Không ai dùng dao à? Bây giờ chủ yếu đi sâu về đồ ăn thôi các bạn nhá. Rồi Bách 10k. Nó Bách. Khả năng Bách mua dao mua cháo để đi làm chạy. Rồi ok. Ôi hết tiền rồi. Các bạn ơi bây giờ sẽ đến đồ ăn các bạn nhá. Đấy, gà đồi Yên Thế, gà chạy bộ. Giá khởi điểm là 20k. 20k. Mình chốt con này 20k. Rồi. Còn ai nữa không? Khoan để mình đếm tiền đã. Anh ơi, mình chốt 30k. 30k. Thì 30k túi gì? Đây 40k. 40k. Chơi luôn. Thế 40k là thứ nhất. Thôi. Thôi rồi 10k mà. 40k mua thì hết tiền. Rồi, còn mua cái khác. Của em 40k, tiền okay, đâu? Ok, em xin. Đây. Đấy. Rồi, ok 40k nhá. Đấy. Con người có tiền thích thật các bạn. Muốn mua gì được. Tiếp theo. Đùi gà 3 cái size to. Giá khởi điểm của nó là 10k. Đùi gà ngon đấy các bạn ạ. Em chốt 10k. Bách 10k rồi. 20k đi. 20k là thứ nhất của Ba Banh. Mình chốt 30k các bạn ạ. 30k tuệ. Các bạn ơi, đùi gà mình có rồi nhá. Mình nguyên một con gà rồi, mình không cần các bạn ạ. Rồi. 30k. 30k của Huấn. Cho Huấn đi. Rồi. Mình hết tiền đến nơi rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đếm tiền các bạn nhá. 1 2 3. Rồi đây đùi gà của em. Đấy xài đùi gà quá ngon luôn các bạn ạ. Mình chưa đấu được cái gì ăn các bạn. Rồi. Khoát ruột phết đấy. Tiếp theo. Quả mướp. À. Nào. Quả mướp. Giá khởi điểm của nó là 10k. Em chốt 10k anh ơi. Thèm ăn mướp. Tại mình có đùi gà thì ăn gì mướp nữa các bạn mình nhỉ. Mình cũng không mướp ăn không nhá. Ăn đâu. Rồi mướp hương đấy. Mình là người không có ăn. Tiền giờ đấy đi mình ăn quả mướp. Mình giờ mới có kiếm một quả dưa. Rồi. Trái mướp hoàng hậu này thuộc về Bách. Thế là Bách hết tiền à? Mình đấu được mướp tiền rồi các bạn. Ok. Tiếp theo là cánh gà. Đấy, chỗ này là đùi cánh gà nhá. Chỗ này là phải rơi vào 30 cái đùi cánh gà. Giá khởi điểm của nó là 10k. Mình chốt 10k. Huấn 10k. 10k à? Hoa Mình Banh. Chốt 20k. Tuệ. Ôi các bạn ơi, mình con gà mình có đầy đủ bộ phận rồi, mình cũng không cần cánh nữa các bạn nhá. Các rồi, bạn ơi, mấy tiền rồi các bạn, mình cũng đấu nữa các rồi, bạn. Rồi, 20k là thứ nhất. Thôi, nói chung rồi, là mình có đùi. Hoa Banh thuộc về Hoa Banh rồi. Chắc mình rồi. Đây, 20k đây. Rồi. Đấy. Tiếp theo, bò Mỹ đến từ Úc các bạn ạ. Đấy. Đấy. Wow, giá khởi điểm là 20k. 20k. Mình còn 20k. Chốt luôn. 20k. 20k là thứ nhất. Mình hết. Thôi, mình bỏ qua các bạn. 30k. 30k. 30k là thứ nhất. Không đủ tiền. Mình bỏ qua. Rồi. 30k anh ạ. Đấy, tuệ này giàu sướng thật. Người có tiền sướng mua nhiều đồ ngon đi. Đây là miếng bò của mình. Gà cả con, bò Mỹ. Rồi, tiếp theo. Là bánh mì. Bixi. Đấy. Giá khởi điểm. 10k. À, mình chốt 20k các bạn ạ. Bánh mì anh ngon đấy. Mình không có tiền các bạn ạ. 20k. Mình cũng có tiền các bạn ạ. Không thèm. Rồi. Bánh mì này nghe vẻ khô lắm. Rồi, 20k của Huấn. Cho Huấn. Đây, mình còn 3 tờ, giá 2 tờ còn 1. Rồi. Tiếp theo. Bánh mì tròn Big C. Giá khởi điểm 10k. Em chốt 10k. Rồi, các 10k là nhất. Mình hết tiền rồi, cũng đấu được các bạn. Bây giờ đố ai tranh được của mình. Nhường các bạn. Mình giá 20k. Mình có bánh mì rồi, mình cho nên mình cũng không lấy bánh mì nữa các bạn. Mình không lấy. Làm gì có tiền mà lấy. Đây, chốt 20k. 20k. Nào, có tiền không? Rồi, 20k là thứ nhất. Thôi chốt luôn đi, làm gì ai còn tiền đấy mà. Rồi. Rồi, tiếp theo, còn 3 món. Chấm chéo. Để chấm tẩm ướp này.
Giá khởi điểm là 10k. Mình chốt 10k, còn đúng một tờ các bạn là chỉ có chốt 10k được thôi các bạn nhá. Vậy. Thôi em bớt tiền em đấu giá cái khác anh ạ. Rồi, 10k thuộc về Huấn. Đấy, xài kiểm chéo phải để tấm ướt gà các bạn ạ. Rồi, quả dưa hấu này. Giá khởi điểm là 10k. Giờ chắc còn mỗi còn Tuệ nhỉ. Em chốt luôn quả này luôn này anh ạ. Rồi, của Tuệ. Đúng rồi. Hết sạch tiền rồi. Hết sạch tiền rồi. Đấy, thì bây giờ bắt đầu đi cắm trại rồi lấu lướng nhá. Mình đấu giá được mỗi 3 thứ các bạn. Rồi đi dựng trại đi. Mình cũng được 3 thứ các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nay mình đấu giá thì mình được một đống đồ ăn các bạn nhá. Và được một cái trại Ai Cập các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ dựng trại xong thì mình sẽ đi nấu ăn các bạn nhá. Trại mình khá là to các bạn nhá. Ôi, xong rồi các bạn ạ. Đấy, mình dựng xong một cái trại rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ và đây là đồ ăn của mình này. Bây giờ mình sẽ đi nhóm bếp và đi nướng con gà các bạn nhá. Đi thôi. Các bạn ơi, mình đi chạy đúng không ạ? Mình đấu giá được bằng ngày các bạn nhá. Mình không có chạy các bạn ạ. Mình chạy game chặt chẽ. Mình dựng trại các bạn nhá. Đúng cái cọng này của ông rắn thì sợ hết. Ôi. Các bạn ơi, mình đã chết xong rồi nha. Bây giờ mình đi dựng trại các bạn ạ. Mình dựng cách trại bạn hướng luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy hình trại mình chưa? Sáng tạo không? Đấy. Mình nhớ sáng tạo luôn nha các bạn nhá. Mà Huấn ngủ thì sao im lặng các bạn. Mình được nhiều đồ ăn này, có cả đùi gà với lại bánh mì với lại chẩm chéo để tía tẩm ướp gà để lướng các bạn nhá. Với lại cái trại của mình này các bạn này. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ trại ra xong thì mình sẽ đi lướng đồ ăn các bạn nhá. Đấy, trại này hiện đại không? Đấy, chỉ cần cởi ra phát là nó tự bung các bạn ạ. À, trại trong này cũng khá là rộng đấy các bạn ạ. Thế này có mình ở được mấy ngày được các bạn nhá. Đấy, đồ ăn của mình thì cũng không có nhiều nhưng mình sẽ cố gắng để tồn tại lâu nhất các bạn nhá. Đấy. Ăn thử thức nhá. À. Bánh mì này thì nói chung là ăn nó cũng hơi khô các bạn. Khả năng bây giờ mình sẽ đi nướng đùi gà không? Mình ăn kèm với cái mì các bạn nhá. Các bạn ơi, sau một hồi đấu giá kịch tính các bạn ạ, thì mình đã đấu giá được một cái trại và một cái bánh mì và một hộp cánh gà các bạn nhá. Đấy, kịch tính quá nhưng mà mình ít tiền chỉ đấu giá được ngày thôi các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi dựng trại các bạn nhá, để cho các bạn xem cái trại của mình như nào mà mình cũng chưa biết cái trại mình như nào các bạn nhá. Đấy, mình sẽ để đồ ăn đây các bạn. Đi dựng trại các bạn nhá. Đấy, sướng nhất bạn Tuệ luôn các bạn ạ. Nhiều tiền, đấu được cái trại to. Đấy, trại của mình khả năng là cũng khá đẹp đấy các bạn ạ. Ai da. Wow, nó có khung sẵn rồi các bạn này. Đấy. Ui. Ui. Ai da, đẹp đấy các bạn ơi. Ui. Trại của mình nhìn chill thật đấy các bạn ạ. Ui, rất nhiều cửa luôn các bạn này. À, ơi khả năng mình đã cho cửa này sao đây. Đấy, cũng chắc chắn phết các bạn ơi. Đi các bạn ấy, chạy của mình đẹp chưa? Ui rồi, nó tụt phải vén nó lên các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy chạy của mình ok chưa?
Đấy, cái chỗ mình dựng trại cũng rất chi là mát mẻ các bạn nhá. Đấy, mình chọn cái view cũng rất chi là tốt các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ mang đồ ăn của mình đâu nhỉ? Đấy. Đồ ăn của mình nay thì có mỗi bánh mì với lại cánh gà đâu các bạn nhá. Đấy. Thì bây giờ khả năng là mình sẽ đi làm sạch cánh gà và mang đi nướng các bạn nhá. Và mình ăn cùng với bánh mì. Thôi, let's go các bạn ơi. Ơi, đói rồi các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, nhìn này, cánh gà mình đã tẩm ướp rồi nhá các bạn nhá. Đấy, bây giờ cho lên bếp nướng rồi các bạn ạ. Nướng và thưởng thức thôi chứ đói lắm rồi các bạn ạ. Ui. Đấy, ngồi trong rừng cây này nướng cảm giác nó chill phết các bạn ạ. Đấy. Các gì bích lích đâu. Đấy, các bạn nhìn cánh gà mình ngon chưa? Đấy, nhìn cái màu sắc rồi đã thèm rồi nhờ. Ui. Chưa nướng rồi mới thả vào một tí thôi mà nó đã thơm thơm rồi các bạn nhá. Đấy. Ui. Đấy, chỉ sướng nhất bạn Tuệ thôi các bạn ạ. Nguyên một con gà lại còn có cả bò Mỹ nữa. Ui giời ơi, quá tuyệt vời luôn. Thôi mình tiền ít thì mình ăn ít thôi các bạn nhá. Đấy. Ui, thơm phết các bạn ạ. Nó đã xèo xèo rồi các bạn ạ. Thơm phết các bạn nhá. Đấy, không biết bây giờ bạn Bách đang ăn gì các bạn ạ. Chắc có độc quả mướp đấy, không biết là nướng hay là luộc. Luộc thì làm gì có xoong mà luộc. Mà các bạn ơi, ăn mướp nướng ấy thì chắc mà không nguội còn tuột răng ấy các bạn ạ. Đấy. Mình nhìn thôi nhá, mà cái bụng mình nó đã cảm giác nó đã sôi theo cái độ sủi của ấy rồi. Của cánh gà các bạn ạ. Các bạn tầm này đói quá. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy trại mình hoành tráng rồi, đẹp chưa các bạn ơi? Mình chưa trong trại rồi các bạn nhá. Bây giờ mình đi nướng mướp ăn cho bà. Đấy, mình vừa đi tắm mướp để chế biến rồi các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho lên bếp các bạn nhá. Đấy, mình cho miếng bò lên trước các bạn nhá. Ấy, xèo xèo rồi. Một lúc nữa là chín rồi. Tiếp theo là gà các bạn nhá. Ấy, gà mình nguyên con luôn. Một lúc nữa là chín rồi. Các bạn thấy mình hôm nay nhiều tiền và đấu giá nhiều những cái đồ chất không các bạn ơi? Đấy, một cái trại gọi là Ai Cập gọi là đẹp nhất 5 sao luôn các bạn nhá. Đấy, cùng với những cái đồ ăn ngon các bạn ạ. Các bạn ơi, miếng bò mình chín rồi các bạn ạ. Mình bỏ cho nó nguội cho mình ăn các bạn nhá. Wow, váng ươm rồi. Wow, thơm lắm các bạn ạ. Mình mời các bạn nhá. Ui, nóng chưa cắn được các bạn nhá. Mình không có đồ chấm các bạn ạ. Thôi mình ăn không các bạn nhé. Thịt bò nó ngọt các bạn ạ. Đồ ăn thì ngon. Này con trai thì đẹp các bạn ạ. Không biết mấy bạn kia giờ như thế nào rồi các bạn nhỉ. Chín rồi các bạn nhá. Đấy, lấy nướng là mình ra chỗ mát nướng, bây giờ là chín rồi mình sẽ mang về trại mình để thưởng thức các bạn nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ test cái cánh đầu tiên các bạn nhá. Mời mình mời tất cả các bạn nhá. Không biết mấy bạn kia được ăn gì chưa các bạn. Wow, khá nóng luôn các bạn, bỏng lắm. Thơm ngon, chọt. Ngọt các bạn nhá. Đấy. Ui. Đã phết các bạn, đang tầm đói. Wow. Đấy. Cắm trại thích thật các bạn. Đấy. Ngang mới đi chơi luôn các bạn nhá. Đấy. Không biết mấy bạn kia có gì ăn chưa nhỉ. Bây giờ mình sẽ đi thăm các thành viên của mình vừa đấu giá dựng trại và đồ ăn như thế nào các bạn nhé. Đấy, đầu tiên là hoa vanh này các bạn này. Ai già. Chào Hưng Vlog nhá. Ý, hoa vanh nhìn sang chảnh nhá. Đấy, dựng trại đây nướng cánh gà này. Đấy. Chi không? Ngon đấy. Em xin cái nhá. Được, được rồi, ok luôn. Đấy, các bạn ơi. Đây là cái phần đùi cánh gà, khá là ngon. Đấy.
Nhìn hấp dẫn đấy nhỉ. Đây gọi phần bầu cánh quá. Nước chấm à? Làm gì có nước chấm, bị mấy đại gia đấu giá hết rồi. Ừ. Ngon đấy bạn ạ. Rất là thơm bạn á. Đúng không? Ừ. Sướng nhỉ. Ăn đã nhỉ. Quá đã. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ sang trại của Tuệ nhá. Tuệ là lắm tiền nhất các bạn ạ. Không biết là đồ ăn nướng chín chưa các bạn nhá. Tuệ chắc con gái nướng còn lâu mới chín. Tuệ ơi. Ui, ngon đây. Ngon không? Quá ngon luôn. Thế bạn, nhỉ? Bạn qua ăn một tấm mời. Có làm miếng bò ngay. Đấy các bạn ơi, Tuệ sướng các bạn nhỉ. Được nhiều tiền các bạn nhá. Đấy, bò này, các bạn nhìn này, hấp dẫn chưa? Mời các bạn nhá. Thôi, bạn ăn đi. Cảm ơn bạn Tuệ nhá. Bò ngoài ấy. Bò Mỹ thơm thật. Ngon, nó ngọt nhờ. Ngọt thế. Ngon thật. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xuống kiểm tra huấn là nấu cái gì bạn nhá. Nhiều tiền đấu giá đã thật các bạn ạ. Không phải sợ ai. Thôi, mình ăn gì bò mình bố và dưa ăn cho nó đã các bạn nhé. Đang khăn nước các bạn. Wow, dưa mình đó nhá. Rồi mình mời các bạn nhá, ăn dưa của mình. Ăn dưa vào nó mát các bạn ạ. Đang trong thời tiết nó nóng nắng như này. Đấy các bạn ơi, vừa mình ăn bánh mì khô, bây giờ mình nướng thêm đùi gà để ăn cùng nhé các bạn nhé. Đùi gà của mình thơm không các bạn? Đấy, nhìn trông rất là bắt mắt các bạn nhé. Chuyển màu rồi các bạn. Mình tẩm ướp ra sa tế cho nên là màu rất là đẹp các bạn nhé. Thơm đấy các bạn. Tí nữa mình sẽ chấm với chấm chéo các bạn nhé. Cùng nữa các bạn nhé. Ăn cho nó ngon các bạn. Đấy, bánh mì lướn đấy các bạn. Bạn uống đây. Đây. Bạn chưa cho lướn nhiều có mướp đâu. Được, bạn để ba đi. Bạn ơi, bạn thấy bánh mì của bạn ra để cho lướn. Các bạn ơi, mình không có tiền các bạn ạ. Mình ăn nhục có mướp lướn các bạn nhá. Bếp mình cũng phải ra người lướn nhờ bạn huấn các bạn ạ. Các bạn ơi, chùi huấn nhìn ngon đấy. Không biết tí mình xin bạn ấy cho không nhỉ? Ôi giời, bạn nghĩ nè, có mướp thì ăn mướp, đừng hòng tớ cho đùi gà tớ ngon như thế này. Kình, bạn đang tham nhé. Kệ tớ, tớ ăn tham rồi, kệ tớ. Các bạn ơi, bạn muốn ăn tham không lớn chuyện là phải các bạn nhỉ? Bạn ơi, các bạn ơi, đùi gà của mình chín rồi nhá các bạn nhá. Cái gì? Cho từ miếng nghe. Không, còn lâu. Nhà... Bạn lo mà lướng mướp của bạn đi. Cho từ miếng nghe, mang đớm một không kẹt cháy à. Từ từ, để tớ gắp đùi gà tớ đã. Đấy các bạn, đùi gà của mình trông đẹp không? Bắt mắt không? Thơm lắm các bạn. Đúng kẹp đấy. Bây giờ mình sẽ mời các bạn thưởng thức nha. Mời các bạn nha, nóng quá. Ừ, bạn ơi, đây, đây kẹp đây cầm mới mà ăn. Cháu ngày chơi mất miếng. Đây, 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 đây. Không biết có ăn được không, mẹ sợ tuột mồm. Bố mạnh nha, bạn ơi. Chắc ngọc ở bán cũng chín rồi. Ngon ngon lắm các bạn, ngọt. Thơm. Thơm á. Cái bốn bánh mì rồi các bạn. Mà ăn cái bốn bánh mì. Bạn ơi, bạn mang bánh mì đi tớ cầm hộ. Dạ, hãy cho tớ xin miếng luôn nhá. Các bạn ạ, bánh mì của bạn ơi, ăn ngon giòn ạ. Ui. Giòn ấy. Bạn muốn có bây giờ ngon cùng cho mày ăn các bạn. Cho mày ăn bánh mì khô giò các bạn. Tớ ăn bánh mì tốt rồi. Ăn mè còn giỏi xương gớt. Ôi, ngon quá. Ôi, món đùi gà. Đúng rồi. Anh nhớ không ạ? Thơm đấy, ủy cả bánh mì nữa này. Đùi gà. Bánh mì vào con nhương bóng lên mê không ạ? Sao cháy này lúc đấu giá mà vàng lắm hả? Vừa lại mình không biết không để ý đây là. Đó hơi xém các bạn ạ. À, ủy bách làm mướp luộc à? Mướp lướng à? Mướp lướng anh hứa. Mình chỉ nghe câu chuyện ngày xưa là mướp lướng này là lướng xong mà vất cho chó ăn, nó tuột răng, nó rụng răng các bạn.
Đấy. Ê, anh đừng có bỏ mình vậy, chú quá các bạn vậy. Không, thế đây là tí nữa huấn ạ, à, huấn bách ạ. Bổ ra nguội thì mới ăn được chưa? Vâng, không cắn được mới mới chứ răng các bạn. Đấy mì ngon đấy, huấn ạ. Ông ngủ tớ ông nó ngon không? Thơm không? Ngon. Hấp dẫn đấy này. À, bác làm mì bánh mì à? Em xin. Bánh mì ngon, thơm đấy. Vẫn sướng đấy nhỉ. Ăn đùi gà. Hôm nay mình đấu giá được đùi gà với cái chả với cái mì đó ạ. Ừ, tẩm cháo đâu? Tẩm cháo của mình thôi. Chắc là không không còn nhé bạn. Vợ ăn nè. Không phải tẩm cháo lại nhé. Ừ, bà vợ ơi, của bạn sống cháy đấy. Đứng thật đấy. Bạn, chơi cái miếng đấy. Không. Chơi cái miếng kẹp ăn bánh mì cho ngon nhá. Không, phải lâu. Kinh. Đúng rồi, nhét nhá nhìn lùn ra. Rồi, nhìn lùn ra thảm lắm. Tệ tớ. Các bạn ơi. Anh nè. Vâng, chạy với em ấy. À, sáng tạo đấy nhỉ. Anh nhìn được nữa không? Được. Đây. Bốn góc bốn phía đều có gió hết các bạn. Hết ngủ kiểu gì? Đây ngủ thế anh ạ. Chồng đít đây này này à? Không. Ai ngủ kiểu thế? Giống mông ở cánh giả. Rồi. Đấy cánh cạnh của bách thì trông ngó không? Thô sơ bạn nhỉ. Gió cơn bão ga ghi chắc còn đọc với cái cột các bạn nhỉ. Cho miếng cột ngủ khoảng gì ra.